Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của Tao Quảng đây là một bộ sofa Zito mẫu chân thuyền, mẫu đối hai ghế đơn, được cơ sở bên em làm theo tiêu chí của hàng VIP Phân Khúc Gỗ Hương Đá và làm theo một đơn hàng của anh Nhân đến từ Huế. Và hôm nay cơ sở em đã dựng xong phần mộc thô. Thì trước khi cho vào thiện để bàn trao trả cho anh thì một kê ra để quay video để gửi cho anh nghiệm thu phần mộc cũng như để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý khách. Thì bộ sản phẩm này anh đặt bao gồm là có 5 món đặt theo kích thước không gian khách nhà anh, bao gồm hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước như nhau, ngang là 1m25, sâu là 70 và chiều cao là 75, bàn là 75 x 1m70 x 1m50, văng dài có kích thước là 2m5, sâu 70 và chiều cao là 75, và món sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn ngồi 90 x 50. Hàng của em thì cam kết với anh Nhân cũng như tất cả các quý khách rằng có thể đến trực tiếp cơ sở hay không đang ở trong Nam sinh sống và công tác ở bên nước ngoài, cam kết với các bác là 100% là chất liệu gỗ trần gì loại không pha tạp có nhá. Đấy, như bác có thể xem này, gỗ đang được cơ sở em tuyển chọn cực kỳ đều màu và đẹp luôn. Đấy, mặc dù anh làm nhỏ kích thước nhưng mà lối hàng, chất liệu, độ dày vẫn như thế các nhá. Toàn bộ khung tranh mặt là dày 4 phân, ván mặt là dày 2 phân, toàn bộ là ván mặt liền tấm hết các nhá. Ván mặt liền tấm. Và chiều cao từ mặt ngồi rơi vào 30 phân và khi kê thêm đệm ra 10 phân lên rơi vào 42 phân, cao lên đỉnh tựa này là 75 75, và cũng được đóng là long khung xoay hình hết, khung xương là 4 x 4 các nhá, và tựa lưng là dày 1 phân rưỡi. Và với lối hàng sản phẩm VIP này, từ tựa lưng hai mặt, mặt ngồi, mặt bàn hoàn toàn được cơ sở bên em làm là thang hét lồng ván các nhá. Thang hét lồng ván thì nó có tác dụng là chống cong vênh, mặt ván bị cong vênh lên các nhá, cực kỳ là bền và đẹp luôn. Đây, hay là mặt táp ngăn kéo này, đằng sau cũng được cơ sở bên em lựa gỗ đèo và trộn vân, rất chị đẹp luôn các bác nhá, hàng dày dặn luôn. Và điểm VIP tiếp theo đó chính là phần tay tựa này. Tay tựa đang được cơ sở em làm với chiều cao là 30, chiều cao là 30, đóng là long khung soi bình hết, khung xương vẫn là 4 x 4 các bác nhá, long khung soi lồng ván đấy, long khung soi lồng ván các bác nhá. Đấy, thì với mẫu chân chéo này hay còn gọi chân thuyền thì trong quá trình sử dụng mình người cho chổi và quét dọn cực kỳ là tiện lợi luôn. Và các bác có thể để ý này, từ phần ô của bàn đây, ô của bàn đấy, ô của bàn hay là ô táp ngăn kéo này hoàn toàn được cơ sở bên em làm mà long khung soi hình hết, long khung soi hình toàn bộ đấy, nó cực kỳ là bền và đẹp luôn các bác nhá. Đấy, bền đẹp theo thời gian. Đây, gỗ thì rất là đều. Thì mặc dù kích thước nhỏ này nhưng mà với mẫu chân thuyền này thì một người ngồi một cái ghế đơn này cũng rất chi thoải mái luôn các bác nhá, rất chi thoải mái đấy, rất chi thoải mái và đẹp luôn. Bàn này thì em làm cho anh là hai ngăn kéo và cũng làm là mẫu chân thuyền. Đây. Và ngăn kéo em đang làm là dây gỗ và làm mộng hết các nhá, mộng hết. Đấy. Và sẽ tặng kèm một tấm kính bàn. Đấy. Bàn này ván liền tấm dày là 2 phân các nhá. Liền tấm dày 2 phân rất là đẹp luôn. Đấy, bàn cũng làm là chân chéo hay gọi chân thuyền. Đấy, như ghế luôn. Đây các bác có xem này. Rất chi đều và đẹp luôn. Đấy. Do diện tích không gian phòng khách nhà anh có hạn nên là anh sẽ làm chiếc đôn ngồi, làm là hai tay tựa đây. Đấy, rất chi là mignon luôn. Nhưng mà có thể ngồi hai người không nhá, bởi vì khi đệm em sẽ cắt là bằng phẳng đây, mình vẫn có thể ngồi hai người được. Đấy. Và đi kèm của bộ sản phẩm này là sẽ có một bộ đệm da cà leo Hàn Quốc dày 12 phân không nhá, dày 12 phân. Đấy, gỗ được tuyển chọn đều và đẹp luôn. Đấy. Và với bộ sản phẩm này đang được cơ sở với em chào làm với kích thước như của anh Nhân nha, đang được cơ sở với em chào bán công khai với mức giá hoàn thiện sơn BU đầy đủ xong xuôi, tặng kèm kính và cả một bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân. Đấy, 12 phân cũng nhá, thì đang có mức giá hiện tại là 47 triệu đồng có nhá, 47 triệu đồng bao gồm hoàn thiện sơn BU đầy đủ xong xuôi, tặng kèm kính và cả một bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân, 47 triệu cho một kích thước nhỏ nha. Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm đẹp như này thì alo em có số like cho mình đây, 058 44 43, hoặc kết nối Zalo và địa chỉ xưởng của em tại Sardina, huyện Đông Anh, thành phố Lạng Sơn nhá. Cơ sở bên em thì nhận làm hàng đặt theo cầu cũng như giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà. Và video clip của em đến định sai rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.